Được lên lịch từ tháng 5 và trở thành một trong những sự kiện đáng theo dõi nhất của làng boxing thế giới trong năm. Tuy nhiên, với việc Errol Spence, người giữ đai WBC và IBF hạng bán chung chấn thương mắt và phải rút lui, huyền thoại boxing người Philippines Manny Pacquiao sẽ tranh ngôi vô địch WBA Spur với võ sĩ Jordani Ugas vào ngày 22 tháng 8 tới đây. Trước khi đến với cuộc đụng độ đáng chờ đợi vào sáng chủ nhật này, hãy cùng web thể thao điểm qua những điểm nhấn nổi bật về cuộc đời và sự nghiệp của huyền thoại boxing Pacman. Manny Pacquiao hiện tại sở hữu khối tài sản siêu khổng lồ. Thế nhưng ít người biết rằng trước khi đứng trên đỉnh cao của thành công, Pacquiao từng trải qua tuổi thơ vô cùng cơ cực. Manny Pacquiao sinh năm 1978 trong một gia đình có 6 thành viên tại thị trấn nghèo và cách biệt ở Kibawe, Philippines. Khi anh tròn 2 tuổi, gia đình anh chuyển tới một nơi còn hoang vu hơn, được gọi là Tango ở tỉnh Saragani, nơi họ sống trong một lán dừa dựng tạm bợ giữa rừng. Lán dừa trong ký ức không có cơm, Pacquiao phải làm việc cật lực trên ruộng rau của gia đình, nhưng cũng chỉ có thể ăn chuối rừng sống qua ngày, thậm chí có những ngày chỉ được ăn một bữa duy nhất. Với gia đình Pacquiao, bát cơm trắng khi ấy là giấc mơ quá xa xỉ. Nhưng đó chưa phải là ký ức chua chát nhất, mà phải là những lời dè bỉu của chúng bạn. Anh em Pacquiao đi học, đám bạn xung quanh chuyên lấy chuyện nghèo đói của gia đình Pacquiao để làm trò cười. Năm lên 9 tuổi, một lần thấy cậu em trai của mình là Bobby bị đám bạn bè dè bỉu là đồ nghèo hơn cả đất cát, đồ không bằng hạt bụi. Pacquiao bị dồn nén bởi nỗi ấm ức đã lâu, sau những lần bị chế giễu đã xông ra đấm cho tên to đầu nhất một cú tay trái trời giáng. Và trong trận ẩu đả đầu tiên ấy, cậu nhóc Pacquiao đã giành phần thắng. Từ lần ấy, Pacquiao cũng dần nhận ra dòng máu võ thuật đang chảy trong cơ thể mình. Bước ngoặt cuộc đời xảy đến trong một lần cậu thiếu niên Pacquiao 14 tuổi giận dỗi bỏ nhà ra đi sau khi biết người cha vì túng quẫn đã giết thịt con chó nhà nuôi. Tay đấm người Philippines khi ấy đã lang thang trên khắp ngõ hẻm đường phố, thậm chí là ngủ trong thùng cát tông để mưu sinh. Cho đến một ngày, Manny Pacquiao không từ mà biệt, quyết định bắt chuyến tàu đến Manila, mở ra cánh cửa đến với con đường quyền anh chuyên nghiệp, trở thành đam mê của anh sau này. Mike Tyson luôn là một huyền thoại, một thần tượng hàng đầu của rất nhiều lứa võ sĩ boxing sau này. Sẽ không có gì lạ khi người ta mê mẩn những cú tạt như búa bổ của tay đấm mạnh nhất trong lịch sử và chọn Mike Tyson là lý do để thượng đài. Vậy nhưng với Manny Pacquiao, anh cũng đến với boxing nhờ Mike Tyson, nhưng quyết tâm trở thành võ sĩ quyền anh chuyên nghiệp lại xuất phát từ trận thua của tay đấm vĩ đại này. Đó là một ngày giữa tháng 2 năm 1990 tại Nhật Bản. Khi ấy, làng quyền anh sục sôi trước sự trở lại của tay đấm thép Mike Tyson sau gần 12 tháng vắng bóng, 37 trận toàn thắng, giữ trong tay 4 chiếc đai và được đánh giá còn khủng khiếp hơn cả huyền thoại Muhammad Ali, thế là đủ cho mọi sự chú ý. Gạt sang bên đối thủ kém danh tiếng Douglas đang miệt mài chuẩn bị và trên đường khẳng định bản thân. Giới chuyên gia đánh giá Mike chọn đối thủ nhẹ ký nhằm chạy đà mạnh mẽ cho trận siêu quyền với Evander Holyfield dự tính diễn ra trong một ngày không xa. Vì lẽ đó, tay đấm thép liên tục bật cười và ném ánh mắt khinh thường cho đối thủ. Thế nhưng trong thể thao không có khái niệm về sự tuyệt đối và luôn trừng phạt những kẻ ngạo mạn. Trận đấu hôm ấy diễn ra cân bằng và đáng xem hơn tất cả những gì đã được vẽ ra. Năm hiệp đầu chứng kiến những pha trả đòn liên tiếp trong sự tức giận của cả hai tay đấm. Cho đến hiệp 6, Mike bắt đầu lảo đảo và thấm đòn. Hiệp 8, tay đấm thép bất ngờ knock out đối thủ, mở ra viễn cảnh về một trận thắng vất vả. Nhưng không, chỉ sau đó 3 phút, Douglas cho nhà vô địch nằm sàn và lấy đi tất cả những thứ mà Tyson phải mất 4 năm mới có được. Với hàng triệu khán giả có may mắn theo dõi sẽ là một buổi tối khó quên. Nhưng với riêng một cậu bé tại Philippines, 2 tiếng đồng hồ trước màn hình TV nhỏ bé đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời. Khi ấy, Manny Pacquiao nhỏ thó tự nhủ với lòng mình: không còn nghi ngờ gì nữa, tôi sẽ trở thành một tay đấm quyền anh. Một kẻ nhỏ bé cũng có thể làm nên chuyện theo một cách đặc biệt. Bắt đầu ở tuổi 14 rõ ràng là quá muộn, thể trạng lại vô cùng yếu ớt, vậy nhưng Pacquiao chẳng quan tâm. Cậu bé nhỏ tuổi từng bước loại bỏ tất cả những trở ngại để trở thành kẻ xuất sắc nhất. Pacman luôn cố gắng gấp đôi, gấp ba mọi người. Cậu nhóc dậy từ 4 giờ sáng, chạy khắp thành phố kết hợp với những bài tập về kỹ năng lẫn sức mạnh trong vòng ít nhất là 12 giờ mỗi ngày.
thiếu điều kiện đến phòng tập, Pacquiao biến phòng ngủ thành võ đài, tạo ra đôi găng tay đầu tiên bằng vải rách và bông nhồi. Nếu Mike Tyson có ông bầu và những huấn luyện viên hàng đầu, thì Pacquiao chỉ có thể sử dụng bầu nhiệt huyết non nớt để thuyết phục người chú là Sado Meja, người có chung đam mê boxing và đã từng thượng đài trở thành vị huấn luyện viên đầu tiên của mình. Ở tuổi 15, Pacquiao đã được coi như là một trong những tay đấm trẻ triển vọng nhất ở miền Nam của Philippines. Góp mặt ở những giải đấu ở General Santos, Pacquiao hạ hết đối thủ này tới đối thủ khác, rồi anh sang thành phố Davao để thách thức những đối thủ dày dạn kinh nghiệm thượng đài hơn. Chừng ấy vẫn là chưa đủ đối với Pacquiao, anh chuyển tiếp tới thủ đô Manila để ăn tập trong các lò có cơ sở tập luyện chất lượng hơn. Dưới sự hướng dẫn của các huấn luyện viên bài bản hơn, Pacquiao vừa quyết tâm tập luyện không ngừng, vừa chịu khó đi làm thêm để có tiền trang trải cuộc sống. Ở tuổi 16, Pacman quyết định chuyển lên thi đấu chuyên nghiệp, bỏ lại bảng thành tích bán chuyên được ghi nhận gồm 60 chiến thắng, 4 thua, chưa kể hàng trăm trận đấu khác diễn ra trên đường phố. Một chàng trai chỉ nặng có 44,5kg lúc ấy, tức vẫn kém 0,5kg so với hạng cân nhẹ nhất của làng quyền Anh. Vậy mà lại có thể nắm chiếc đai vô địch WBO 1997 hạng bán chung chỉ dành cho những tay đấm trên 63,5kg. Sau chiến thắng đầu tay, sự nghiệp của Manny Pacquiao là một chuỗi nối dài những danh hiệu mà như mọi người vẫn hay nói đã thuộc về lịch sử. Sau 23 năm chuyên nghiệp với tổng cộng 68 trận đấu, Pacquiao chiến thắng tới 57 lần. Là võ sĩ duy nhất vô địch thế giới tại 8 hạng cân, đoạt 11 danh hiệu vô địch lớn, 3 lần được bầu là võ sĩ xuất sắc nhất năm. Pacquiao còn vinh dự được chọn là võ sĩ xuất sắc nhất 10 năm đầu của thế kỷ 21. Tờ Boxrec thì coi anh là tay đấm vĩ đại nhất châu Á mọi thời đại. Đủ đầy danh hiệu và sự thừa nhận, Manny Pacquiao còn xứng danh huyền thoại khi được biết đến với một nhân cách đẹp cùng lối đánh cống hiến không ngừng nghỉ. Giữa vòng xoáy đầy chiêu trò truyền thông tạo ra cho quyền Anh thế giới, xuất hiện không ít nhà vô địch nhiều lời, thích coi thường và đôi khi là hành động như những gã hề. Huyền thoại người Philippines lại là số ít nhà vô địch đi ngược lại với điều đó. Không tìm phương cách mạt sát hay công kích, Pacquiao dồn hết tất cả trên võ đài trong 12 hiệp đấu. Đánh như thể là trận đấu cuối cùng. Kết thúc có thể sẽ là niềm vui như cách anh lật đổ huyền thoại La Hoya, phục thù thành công kẻ lắm mồm là Timothy Bradley, hay nỗi buồn của thất bại đổ máu trước Jeff Hall, bị mắc quét knock out bất tỉnh trong giây cuối của hiệp 6 hồi năm 2012. Với Pacman, đó chỉ là một trò chơi, đôi khi bạn thắng và đôi khi bạn thất bại. Quyền Anh không phải là tất cả, là hơi thở hay cuộc sống, mà chỉ nên là niềm đam mê. Tại Philippines, với thành tích thể thao đáng khâm phục và cuộc đời truyền cảm hứng, Pacquiao được rất nhiều người yêu mến và được gọi với danh xưng nhà vô địch của nhân dân. Bên cạnh thể thao, Manny Pacquiao còn được chú ý rộng rãi bởi sự nghiệp chính trị của mình tại Philippines. Năm 2010, Pacquiao là đại biểu dân biểu của tỉnh Sarangani. Trong quá trình hoạt động, anh đã làm được nhiều việc giúp cải thiện đời sống của người dân tại quê nhà. Chính vì thế, Pacquiao được nhân dân yêu mến và tín nhiệm. Tháng 5 năm 2016, nhà vô địch của nhân dân Philippines tuyên bố mừng chiến thắng mới. Lần này không phải là một danh hiệu boxing, mà là trong chính trường. 37 tuổi, anh giành được một ghế thượng nghị sĩ trong Thượng viện Philippines, bước lên một vị trí gần sát với đích đến của quyền lực tối thượng là cương vị tổng thống. Mới đây nhất, trong tuyên bố sẽ trở lại vũ đài tranh đai WBA Super vào ngày 22 tháng 8 sau 2 năm nghỉ thi đấu, Manny Pacquiao cũng cho biết đây có thể là trận chiến cuối cùng trong sự nghiệp võ sĩ chuyên nghiệp của anh. Đồng thời, đây cũng được coi là màn khởi động để Thượng nghị sĩ Philippines thách thức chức Tổng thống Philippines vào năm 2022. Thượng nghị sĩ 42 tuổi nói trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin của Pháp: "Tôi là một chính trị gia và tất cả các chính trị gia đều mơ ước có một vị trí cao hơn. Tôi sẽ thông báo vào lúc thích hợp, có thể là sau trận đấu. Vì vậy, trận đấu sắp tới có thể là một trận đấu lớn trước khi Pacquiao chuyển hẳn sang sự nghiệp chính trị tại quê hương, hoặc không hẳn." Thông tin về sự kiện tranh đai WBA Super vào ngày 22 tháng 8 cũng khép lại video về cuộc đời và sự nghiệp của huyền thoại quyền Anh Manny Pacquiao. Bạn ấn tượng gì về tay đấm này? Hãy comment để chúng tôi được biết nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.